Các địa phương cần phải nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc kiểm soát dịch trong trạng thái mới, nhất là quản lý chặt các trường hợp về từ vùng dịch và sử dụng mã QR code. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua, ngày 20 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trách nhiệm của cơ sở là rất lớn khi chuyển trạng thái mới. Vì vậy, kiên quyết không được chủ quan, lơ là mà phải siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, lưu ý kiện toàn lại các tổ COVID-19 cộng đồng để giám sát, rà soát lại các trường hợp về từ vùng dịch, vì đây là những trường hợp nguy cơ cao của thành phố trong thời điểm hiện nay. Đồng thời, cần làm rõ quy định trong việc tự theo dõi khi cách ly ở nhà, để các địa phương không lúng túng khi triển khai. Tiếp tục xây dựng chính sách an sinh mới trong giai đoạn này và hỗ trợ đảm bảo điều kiện cho lực lượng trực chốt trong mùa mưa bão. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ngành y tế cần xây dựng giải pháp ngắn hạn và dài hạn để nâng cao năng lực y tế của tuyến cơ sở. Trong cái ứng xử kiểm soát linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả này thì vai trò của y tế tuyến cơ sở là vô cùng quan trọng. Bây giờ nói ba cái việc điều kiện tiên quyết là gì? Là vaccine, là thuốc điều trị và ý thức của người dân. Thì câu chuyện tiếp cận từ sớm trong cái y tế này, nhất là y tế tuyến cơ sở, cần phải có cái sự đầu tư cho nó thích ứng hơn, cả về con người, cả về cơ sở vật chất, cả về điều kiện. Thì tôi đề nghị là ngành y tế cũng sớm tham mưu cái việc này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý các địa phương kiểm tra, đánh giá lại việc sử dụng QR code, có biện pháp chấn chỉnh với những đơn vị, cơ sở kinh doanh, sản xuất lơ là trong công tác phòng chống dịch. Đề nghị là các địa phương kiểm tra, đánh giá và tổ chức lại việc này cho thật sự chú đáo, và thành phố và các ngành liên quan cũng tăng cường kiểm tra, xử lý, xử phạt những cái việc này để mà nêu gương, để mà chúng ta các cái địa phương, các cái cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở buôn bán thức ăn khác, chúng ta có thể thực hiện nghiêm những cái việc này để hạn chế cái lây nhiễm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ngành giáo dục sớm tổ chức việc cho học sinh đi học lại bình thường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương rà soát lại đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo thành phố sớm xây dựng và ban hành tiêu chí trường học an toàn trong thời gian đến. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương rà soát, thống kê và báo cáo lại về số cơ sở, hàng quán ăn uống đang hoạt động mà không có mã QR code. Về công tác kiểm soát người về từ vùng dịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, các địa phương phải chủ động và linh hoạt, phối hợp với các ngành nắm bắt chính xác số lượng cũng như tình hình sức khỏe của các trường hợp này để có biện pháp phù hợp. Đề nghị là các quận huyện và xã phường, các anh thành lập một cái tổ để xử lý cái việc này. Chứ cũng không có thể nói chung chung được. Vì đây là nhiệm vụ bây giờ quan trọng nhất trong bối cảnh này. Đề nghị xã phường thành lập một cái tổ theo dõi, quản lý, giám sát đối với những người này. Từ cái phương án người ta về nhà khi nào và mình làm việc với họ, mình yêu cầu họ là phải thực hiện, mặc dù không có cam kết nhưng mà cam kết bằng miệng anh phải tuân thủ các quy định là về công tác tự cách ly ở nhà. Và nếu mà anh ra ngoài, anh ra ngoài mà anh lây nhiễm mà nhưng anh không đảm bảo các cái yêu cầu về công tác phòng dịch thì cũng phải xử lý. Số lượng vaccine về thành phố sắp tới đây sẽ rất lớn. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị ngành y tế tiếp tục phối hợp tổ chức tốt công tác tiêm chủng. Đề nghị ngành giáo dục xây dựng lộ trình, kế hoạch đi học lại phù hợp theo từng cấp học, ứng với các điều kiện của cấp độ dịch hiện nay. Đồng thời, thành phố sẽ nghiên cứu, tổ chức hội nghị tổng kết dịch đợt 4 để có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và tuyên dương, động viên khen thưởng công tác phòng chống dịch.